Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, Triệu Nguyễn Huyền Trang. Các bạn đang xem tập tiếp theo nằm trong series văn học Yêu Lại Từ Đầu. Mình thực hiện để hưởng ứng chủ trương học văn đúng nghĩa đến từ lời Bộ trưởng Bộ dục Nguyễn Kim Sơn và cũng rất muốn đồng hành với các bạn học sinh Việt Nam trong việc tìm lại tình yêu với môn ngữ văn. Mình rất cảm ơn các bạn vì đã chọn xem video, nhưng cũng rất tò mò không biết đằng sau màn hình khán giả sẽ là ai? Là các bạn học sinh ít tuổi hay là khán giả lớn tuổi? Các bạn đến đây làm gì? Để ôn tập lại đoạn trích đất nước, vì yêu đất nước hay bởi vì các bạn khó chịu và hậm hực với hai từ đất nước? Bởi vì gần đây trên kênh mình cũng gặp một số bình luận tiêu cực liên quan đến đất nước. Dù không biết là ai, lý do là gì, nhưng dẫu sao thì mình cũng gặp nhau ở đây rồi. Và bây giờ mình muốn tặng các bạn một món quà. Mình hy vọng rằng video vừa rồi có thể giúp các bạn ôn tập lại một chút về lịch sử hình thành và phát triển của đất nước Việt Nam qua mấy ngàn năm. Nhưng ngay cả khi các bạn có nhớ về lịch sử, điều đó cũng không quyết định, không đảm bảo rằng các bạn có thể viết tốt được, cảm thụ được đoạn trích đất nước, bởi vì chúng ta không thể viết nhiều hơn những gì mình sống. Sống đến đâu viết đến đấy. Các bạn có thật sự yêu đất nước không? Các bạn có thật sự thấy gắn kết với đất nước này không? Nếu như các bạn có tình yêu đó thì các bạn sẽ viết tốt được, và ngược lại. Nếu các bạn vẫn còn nghi ngờ về những gì mình nói thì có thể nán lại đây thêm một vài phút nữa để xem tại sao nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có thể viết được Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng, có thể viết được Hay Về Đất Nước, và có đúng văn là đời, học văn tức là học làm người, có đúng là sống đến đâu viết đến đấy hay không? Rồi bây giờ mình đi chứng minh nhá. Các bạn ơi, các bạn dở sách ra nhá, mình sẽ ghi vào trong sách luôn. Sách ngữ văn tập 1 này, bài tập 1. Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng rất là dài và rất nhiều chữ, nên là nếu như các thầy cô đang xem video hoặc là các trường ấy, thì em nghĩ là khi mà ra đề ấy, thì thầy cô cứ trích luôn cả đoạn trích vào để các em học sinh không có bị áp lực về việc học thuộc. Bởi vì phải học thuộc, học vẹt một cái bài như thế này thì em nghĩ là không còn ai có thể yêu tác phẩm nữa. Nên là thầy cô có thể cân nhắc là mình trích đoạn cho các em học sinh để các em không bị căng thẳng, để có thể tự do mà cảm nhận và phân tích. Đấy, thế thì bây giờ này, khi mà chúng ta muốn tìm hiểu về tác phẩm thì mình phải để ý tác giả, bởi vì tác giả chính là người tạo nên tác phẩm. Và mình vừa mới nói với nhau là không thể viết nhiều hơn những gì mình sống. Vậy thì mình cùng tìm hiểu xem là nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm sống đến đâu mà viết được nhiều thế. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm quê ở Thừa Thiên Huế nha, và vẫn còn sống nha các bạn. Ở đây có ai người Huế không ạ? Các bạn có điểm lại được những nhà thơ xem từ đất Huế không? Nhà thơ, nhà văn. Mình có Hoàng Phủ Ngọc Tường đúng không ạ? Của bài Ký Sông Hương. Có nhà thơ Thanh Hải của Một Xuân Mơ Nhỏ. Và hôm nay lại có thêm cả Nguyễn Khoa Điềm của Mặt Đường Khát Vọng. Các bạn thắc mắc là vì sao đất Huế lại sinh ra nhiều những con người tài hoa nghệ thuật thế không?
Tự hỏi nhá, có thể các bạn sau này cũng là một người như vậy đấy. Rồi thì sau đó này, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thì có một cái tuổi trẻ cũng khá là vào sinh ra tử cũng khá là sôi nổi, các bạn biết vì sao không? Thật ra thì nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là tốt nghiệp sư phạm văn đấy các bạn ạ. Thế sau đó thì tham gia những cái hoạt động của Mặt trận Giải phóng dân tộc, Giải phóng miền Nam và đã từng bị đi tù luôn những năm 67, 68 như vậy. Bị đi tù và ở trong tù thì các bạn biết đây là có thể là bị tra tấn này, bị phải đối xử rất là tệ bạc, hoặc đơn giản là cách biệt thế giới thôi. Tức là mình không có được tiếp xúc mọi người, mình phải sống trong bốn bức tường á. Nó có kinh khủng đúng không ạ? Đây tù là tù cộng sản và là cách mạng á, thì chắc chắn là những cái quản ngục ấy, hoặc là ở trong tù sẽ có những cái hành vi tra tấn các thứ rất là dã man. Thế nhưng mà ra tù cái là lại tiếp tục về với cách mạng và vẫn tiếp tục hăng say là viết bài và tham gia văn nghệ, rồi các cái loại hình, kể cả kháng chiến, kể cả dùng sức người, kể cả là văn nghệ, văn thơ, dùng tư tưởng, dùng ý chí để có thể viết nên, để có thể cố cách mạng. Thì các bạn thấy là với những cái người như vậy, cách mạng có được những con người như thế, cộng sản có được những thành viên như vậy thì làm sao mà sụp đổ được, làm sao mà có thể thua được, thắng chứ làm sao nữa. Cuối cùng mà thắng đấy là gì? Bởi vì người Việt Nam nói chung thời điểm đó và cả những người cộng sản, những người chiến sĩ cách mạng thì không phải bàn cãi gì về cái tư tưởng lập trường của họ, về cái lý tưởng, về khát khao, về cái ước mơ và cái tinh thần bất khuất. Thế sau khi trải qua những cái sóng gió biến cố như vậy thì năm 1971 ở chiến trường Trị Thiên, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết ra tác phẩm Mặt đường khát vọng và mãi sau này mới xuất bản năm 1974. Lúc đấy là đất nước cũng đã bắt đầu bất bớt tiếng bom rồi, những trận chiến lớn đã không còn nữa rồi và chuẩn bị là cái giải phóng rồi. Các bạn sẽ tìm hiểu thử xem là cái chiến khu Bình Trị Thiên ấy nó có cái đặc điểm như thế nào, nó nguy hiểm nó làm sao. Tức là những cái năm 71 ấy, nếu các bạn có xem cái video Những ngôi sao xa xôi ấy, thì chính cái tác phẩm đó cũng biết những năm 71 ở chiến trường miền Nam. Đấy, nhà văn Lê Minh Khuê. Thế thì trong giai đoạn đấy á, thì đất nước kiểu nó rất là căng thẳng, rất là tình hình chiến sự ở khu vực miền Trung ấy. Bởi vì đó chính là cái nơi mà vị tuyến 17 xong rồi là hai miền Nam Bắc bị chia cắt. Và có rất nhiều cái trận đánh ác liệt đấy, ví dụ trận Khay Xanh này, trận Đường Chín Nam Lào, hoặc là trận Mậu Thân 1968, đúng không? Đấy, thế thì mình phải để ý xem là cái sự khốc liệt, cái đặc điểm, cái hoàn cảnh sống đó như thế nào, và nhà thơ phải trải qua những cái điều gì để có được một cái mối liên hệ sâu sắc đất nước và từ đó có thể viết được một cái trường ca nó dài như thế và nó có nhiều cái giá trị như thế, được chưa? Bây giờ khi phân tích kỹ vào trong từng phần thì các bạn sẽ hiểu được điều gì là cái động lực lớn lao nhất, điều gì khiến cái tinh thần của những người chiến sĩ này không vừa tắt, kể cả có vào tù ra tội, có bị hành hạ tra tấn, thậm chí là đối diện với địch và đối diện với cái chết, họ vẫn không buông xuống, họ vẫn phải quyết tâm. Ở đây thì các bạn chú ý vào 9 câu thơ đầu tiên. Vì sao lại phải viết hoa tới đất nước? Vì sao lại phải viết hoa? Khi nào các bạn viết hoa tên một người? Cái sự viết hoa đấy nó thể hiện cái điều gì? Các bạn tự trả lời được đúng không ạ? Sự tôn trọng, sự kính cẩn nghiêng mình và rất là trân trọng hai cái tiếng đó, nó thật thiêng liêng. Đất nước bình thường chỉ có viết thường thôi, phải viết hoa, Việt Nam mới phải viết hoa. Nhưng mà ở đây đất nước viết hoa luôn, chứng tỏ là tác giả, nhà thơ phải có một cái thái độ như thế nào. Các bạn tự điền vào nhá. Đấy, thế sau đó này, khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Đã có tức là gì? Đất nước hình thành từ ngày xưa rồi và nó vẫn đang tiếp tục cùng con người lớn lên phát triển. Đất nước là có từ lâu đời, đúng không ạ? Và câu đằng sau này, đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Các bạn có để ý đến cái khái niệm là ngày xưa không? Muộn rồi ấy, mà xe vẫn đi lại, bây giờ là 1 giờ 33 phút rồi. Ngày xưa, câu chuyện cổ tích ấy, bắt đầu bằng cái cụm từ đấy đúng không ạ? Và thật ra thì đất nước nó xuất hiện trong những thứ rất là bình dị, giản đơn, trong cuộc sống đời thường, trong chính những câu chuyện, trong những cái truyền thống gia đình. Mẹ kể mà, tại sao không phải là anh hàng xóm hay không phải là anh họ kể mà phải là mẹ kể? Bởi vì mẹ hoặc là bà nội ấy, bà là những cái người mà hay hát ru, hay kể chuyện, hay vỗ về chúng ta, chia sẻ với chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì qua những cái câu chuyện, qua những cái sự tích, qua những cái lời kể của bà, của mẹ mà chúng ta biết được là đất nước có từ ngày xưa rồi, từ thời vua Hùng, từ trước đấy rất lâu rồi. Sau đó này, đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Các bạn có nhớ sự tích trầu cau không? Ngày xưa đi học có nhớ không? Câu chuyện rất là hay, ý nghĩa luôn. Hai anh em sống với nhau, sau khi người em có vợ thì tình cảm anh em nó bị san sẻ. Người anh buồn quá bỏ đi và biến thành một cái tảng vôi, chết biến thành tảng vôi. Sau đó thì người em đi tìm và cũng thấy anh biến thành một cái hòn đá vôi thì thương quá và biến thành cây cau. Người vợ lại đi tìm và biến thành cái dây trầu cứ leo quanh cây cau
Thế thì sự tích trầu cau ra đời. Và cái câu chuyện nó thể hiện về cái tình người, tình thân gia đình. Và miếng trầu cũng là đầu câu chuyện, đúng không ạ? Người ta chia sẻ, người ta giao tiếp với nhau. Có nói chuyện thì mới có gắn kết, chứ không có nói chuyện, không có giao tiếp sao mà gắn kết được. Mình nói với các bạn, mình mới có sự gắn kết. Đấy, thế thì ở đây ấy, thì cái cụm từ, những cái hình ảnh như là miếng trầu, nó thể hiện cái điều gì? Phải nói rõ ra, bởi vì trong thơ, trong trường ca, kể cả có nhiều chữ thì cũng không thể nào nhiều bằng chuyện ngắn hay văn xuôi được, mà phải dùng những biểu tượng, những hình ảnh. Chúng ta có câu tiếp theo nhá. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. À, đất nước bắt đầu ấy, bắt đầu tức là nó sẽ hình thành, nó sẽ xuất hiện, đúng không ạ? Thế nhưng mà để lớn lên được ấy, thì phải biết trồng tre mà đánh giặc. Tức là phải có cách để có thể bảo vệ đất nước và khiến đất nước phát triển được. Đấy, thế thì các bạn để ý nhá, cái từ bắt đầu và lớn lên nó khác nhau. Và cái khái niệm là miếng trầu và cái hành động trồng tre đánh giặc, nó có ý nghĩa như thế nào? Mình phải phân tích được cái ý đằng sau đấy thì mình mới có thể hiểu được là tác giả muốn truyền đạt cái điều gì. Ý nghĩa đây là gì? À, tức là đất nước có thể bắt đầu từ những thứ bình dị đơn giản nhất, như là miếng trầu bà ăn, như là câu chuyện cổ tích mẹ kể. Nhưng đất nước nào cũng phải lớn lên thôi, không thể nào cứ bé mãi được. Và trong quá trình lớn lên đấy thì sẽ có kẻ dòm ngó, sẽ có giặc ngoại xâm, sẽ có cái thế lực thù địch, thù trong giặc ngoài. Vậy thì bản thân những người nếu như muốn xây dựng đất nước, muốn giúp cái đất nước đó lớn lên, thì phải biết trồng tre đánh giặc, ít nhất là phải biết bảo vệ nó đã, đúng không ạ? Đấy chính là những cái thông điệp, những tầng lớp ý nghĩa sau những câu thơ này mà mình có thể nhận ra được. Thế còn các bạn có cảm nhận thế không thì mình không biết nhá, kệ các bạn. Tiếp nhá, tóc mẹ thì bới sau đầu. Tại sao các phải nhắc về cha mẹ? Các bạn có biết là trong những ngày tháng chiến đấu gian khổ như thế thì cái điều gì nó khiến cho mọi người có thêm động lực, nó giúp mọi người có thêm tinh thần? Chính là gia đình. Nói mãi rồi, ông Sáu ở chiến khu cũng thế, mà kể cả cô Phương Định cũng thế, ai cũng phải nghĩ về gia đình của mình. Các bạn có xem những cái bài phóng sự phỏng vấn cựu chiến binh ấy, thì các ông các bà kể rất là thương, bảo là khổ lắm rồi nhưng mà vì đất nước vẫn phải tiến lên, và chỉ có động viên nhau là thôi, cố lên để về nhà với gia đình. Đấy, thế nên là bản thân tác giả là một người trẻ đi tham gia kháng chiến và ở trong cái chiến trường ác liệt nhất của Việt Nam lúc bấy giờ, người chết như ngả rạ. Các bạn có biết sông Thạch Hãn ở Quảng Trị không? Chính là chiến khu Trị Thiên đấy. Mình vẫn còn nhớ một cái câu thơ: đò lên Thạch Hãn ơi trèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nắm. Tức là những cái năm tháng đấy ở cái sông Thạch Hãn, quá nhiều người đã hy sinh, quá nhiều người đã đổ máu vì bảo vệ đất nước, vì giải phóng. Thế nên là trong cái khung cảnh khói lửa chiến tranh như thế thì cái điều gì khiến chúng ta có thêm tinh thần, chúng ta có thêm niềm tin vào cách mạng, niềm tin là mọi thứ sẽ xong thôi và mình sắp được về rồi, gia đình đang đợi ở nhà, người thân, người yêu, con cái, bố mẹ, rất nhiều người, đó chính là nguồn cội gốc gác. Nên là những cái người chiến sĩ trong cái tâm trạng ngày đấy nghĩ về bố mẹ rất nhiều, và vì thế nên là mới nhắc về mẹ với bố, về gia đình nhiều như thế, chứ các bạn không phải tự nhiên mà người ta nhắc đâu. Tóc mẹ thì bới sau đầu, cái hình ảnh người mẹ hiện lên với mái tóc búi. Người con phải biết quan sát, biết để ý thì mới nhớ được là mẹ mình như thế nào. Các bạn cứ nhớ lại xem là cái đặc điểm của mẹ các bạn như thế nào. Mẹ các bạn thả tóc hay xõa tóc, hay là buộc đuôi ngựa, hay là búi như thế nào. Thử nghĩ xem, như mình đang búi tóc này. Hoặc là cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Tại sao phải nhấn mạnh về cái việc cha mẹ thương nhau? Nếu như cha mẹ không thương nhau, gia đình không khăng khít, tình cảm không đoàn kết, và bố mẹ không yêu thương con thì làm sao có sức mạnh. Hoặc là gừng cay muối mặn, tình cảm vợ chồng keo sơn, những con người với con người, người ta vẫn hay dùng những từ gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau, đúng không ạ? Tức là trải qua những cái sóng gió, cả những lúc vui buồn hay là đau khổ thì vẫn phải ở cạnh nhau. Thì đó chính là tình nghĩa vợ chồng. Thì trong cái câu này nhà thơ muốn nhấn mạnh lại về cái tình nghĩa đó, và những cái tình cảm, những cái hình ảnh, những cái con người đó đã tạo nên gia đình. Cái kèo, cái cột thành tên, và đó chính là ngôi nhà. Hoặc là hạt gạo một nắng hai sương say dã dần sàn. Tức là trong quá trình mà chúng ta sinh sống, phát triển, gây dựng gia đình thì cần phải lao động. Đấy, thế thì cái hạt gạo ở đây ấy, nó vừa là cái nguồn sống, nó cũng vừa là cái sản phẩm sản xuất ra trong quá trình lao động. Nó chứng minh cho cái công sức của con người, cái nỗ lực con người trong việc là mình phải sản xuất, phải tăng gia, phải làm sao để duy trì cuộc sống và nuôi sống gia đình của mình. Đấy, và cũng phải một nắng hai sương, tức là phải trải qua rất nhiều những cái đau khổ, những cái đắng cay, những cái vất vả, không phải tự dưng mà có. Và câu thơ cuối cùng trong cái đoạn này, 9 câu thơ đầu: đất nước có từ ngày đó. Ngày đó là ngày nào? Chẳng ai biết cả, không ai biết hết. Nhưng mà đất nước đã có từ ngày rất là lâu rồi. Thế thì ngày đó ở đây có thể là ngày mà chúng ta nghe câu chuyện của mẹ kể, mình ý thức được là đất nước có rồi. Hoặc là từ miếng trầu bà ăn, từ những cuộc hội thoại giao tiếp,
hoặc là từ khi chúng ta biết chồng chơi đánh giặc, chúng ta biết là yêu thương nhau, gây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, rất nhiều thứ đúng không? Thế thì các bạn để ý mà xem, cái cảm hứng chung trong cái đoạn thơ này ấy, đó chính là lấy đất nước ra để gắn liền với từng hoạt động của người dân. Đất nước và nhân dân hòa vào làm một. Và ở đây ấy, thì cách mà người dân sống chung với nhau, yêu thương nhau, gắn kết với nhau, đoàn kết lại để bảo vệ đất nước, hoặc là sẽ duy trì truyền thống gia đình, đó chính là những cái hơi thở, chính là những cái dòng chảy để có thể nuôi dưỡng và phát triển đất nước. Đấy, thế thì chỉ qua cái đoạn đầu tiên thôi mà chúng ta phân tích rất là dài, sau đó mình có thể hiểu được là tại sao nhà thơ Những Hoa Điểm lại cứ phải viết những cái câu mà nó cứ chồng chéo lên nhau. Đất nước cái gì đấy, đúng không ạ? Cứ đất nước lại gắn liền một cái khái niệm nào đấy. Bởi vì sao? Nhà thơ muốn nhấn mạnh về cái việc là đất nước tồn tại trong chính cuộc sống hàng ngày của nhân dân và được hình thành bởi những hoạt động đời sống đó. Người dân sinh hoạt, người dân sinh sống và làm việc với nhau, hòa nhập và đoàn kết với nhau chính là cách để tạo ra đất nước. Và đấy, đất nước và người dân không tách rời, được chưa? Và khi mà nhắc lại thì nhà thơ đã nhấn mạnh với những cái di tích lịch sử, những cái khái niệm, những cái câu chuyện cổ tích, những cái hình ảnh biểu tượng mang tính truyền thống rất là cao. Đấy, thế thì đây cũng chính là cái cách mà nhà thơ viết trong những câu thơ sau. Mọi thứ rất bình dị, rất gần gũi và nó cũng có lịch sử lâu đời. Chẳng hạn cái đoạn sau: đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm. Thế có đúng không ạ? Đến trường trên mặt đất chứ chẳng lẽ đến trường trên sao hỏa? Thế thì tắm bằng nước chứ tắm bằng cái gì? Không có sai, đúng không? Thế sau đó này: đất nước là nơi ta hò hẹn, xong rồi ra trước khăn. Rồi, đó chính là cái lúc mà chúng ta bắt đầu lớn lên, yêu nhau, thương nhau và tìm được người đồng hành cùng với mình. Sau đó nhá, nhà thơ vẫn cứ viết mãi về những cái thông tin, những cái khái niệm, những cái hình ảnh liên quan đất nước. Đấy, thế nhưng các bạn để ý là khi mà nhà thơ viết như vậy ấy, thì sẽ có những cái đoạn nhấn mạnh, những cái câu rất là quan trọng. Chẳng hạn: những ai đã khuất, những ai bây giờ, để cho đến mà gánh vác phần người chưa để lại. Tức là gì? Nhấn mạnh về vai trò của nhân dân. Nhân dân tạo đất nước của nhân dân, nhưng mà nhân dân cũng phải có trách nhiệm chứ. Ngày xưa, bây giờ, dù đã là khuất rồi hay là bây giờ vẫn đang còn sống thì vẫn phải có trách nhiệm gánh vác phần người chưa để lại, yêu nhau, sinh con đẻ cái. Thế bây giờ không sinh con, không được gia đình nữa thì đất nước ở đâu ra? Mấy năm nữa không có trẻ con thế thì thế hệ mới ở đâu ra, đúng không ạ? Vẫn phải lập gia đình, vẫn phải kết hôn, phải có con. Hoặc là hàng năm ăn đâu làm đâu cũng biết cúi đầu những ngày giỗ tổ, tức là nhấn mạnh về lịch sử truyền thống của dân tộc và về cái truyền thống văn hóa là uống nước nhớ nguồn này. Làm gì thì làm nhưng vẫn phải nhớ về quá khứ, chứ đừng có phủ sạch quá khứ, đừng xét lại lịch sử theo cái kiểu rất là vô ơn như thế, không có được đâu. Sống thế là dở rồi. Có một câu mình rất là thích, đó là: trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Chúng ta cứ thấy là đất nước là cái gì đấy nó cứ xa xôi, nó cứ cách trở, hoặc là nó quá là kỳ vĩ, nhưng thật ra nằm bên trong mỗi người. Các bạn có truyền thống văn hóa, các bạn có lịch sử, các bạn có gốc rễ, có cội nguồn của mình, tức bạn có đất nước làm gì, đúng không? Ai mà chả có. Mình có công nhận hay không, hay là mình chối bỏ nó hay thôi, chứ còn chả ai là không có cả. Không phải tự cái đất chui ra. Hoặc là có một câu rất là hay nữa, chẳng hạn như là: em ơi, đất nước, máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm đất nước muôn đời. Cái câu này mình nghĩ là nhà thơ sẽ nghĩ rất nhiều đến đồng đội của mình, nghĩ đến những cái người chiến sĩ đã hy sinh, bởi vì đất nước có đến cái thời điểm đó là qua rất nhiều cuộc chiến tranh rồi, thời nào cũng chiến tranh, tại vì cứ bị xâu xé. Và sau đó thì nhà thơ hiểu được là đất nước ngày hôm nay là nhờ máu xương của tổ tiên, của cha ông, của chính mình, và vì vậy phải biết gắn bó, tức là phải có sự gắn kết với đất nước, nhưng mà biết san sẻ, tức là chúng ta gắn bó nhưng chúng ta phải biết chia sẻ, biết giúp đỡ, chứ đừng có chỉ gắn bó một người vì lợi ích của riêng mình mà phải giúp đỡ họ và phải có cái trách nhiệm chia sẻ với họ, đúng không? Thế sau đó này: hóa thân cho dáng hình xứ sở. Các bạn có biết từ hóa thân không? Nghe có giống kiểu mình giờ qua đời không, mình sẽ chết đúng không ạ? Đấy, thế thì sẵn sàng chết để bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ. Thế cái câu đó mình có thể hiểu như vậy, và nhờ những cái con người như thế, nhờ cái tinh thần như thế mà mới có đất nước muôn đời. Muôn đời chứ không có bây giờ toàn những người hèn, những người tham, những người nhát thì làm gì có đất nước, không có. Và những đoạn sau đó cũng vậy, cứ vẫn là nói về đất nước và nhắc lại những cái sự tích, những cái danh lam thắng cảnh, những cái chi tiết trong lịch sử để nhấn mạnh được là đất nước là luôn hòa cùng với người dân. Và các bạn nhớ những câu thơ cuối nhá: để đất nước này là đất nước nhân dân, đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Các bạn có biết khi nào mà có ca dao thần thoại không? Phải là những người anh hùng, phải là những người có một cái tư tưởng rất là mạnh mẽ, những người mà làm nên chuyện lớn thì mới được vào ca dao thần thoại, đúng không ạ? Vậy thì chính người nhân dân đó có thể trở thành những người anh hùng hay không? Những người có thể tạo được những cái sự nghiệp lớn lao và thay đổi đất nước. Nhìn chung á, thì đoạn trích rất là dài,
và sẽ có vô cùng nhiều đề thi liên quan đến đoạn trích này. Có đề thi sẽ là phân tích và cảm thụ, nhưng cũng có những đề thi sẽ là gắn liền giữa cái trách nhiệm của học sinh, của sinh viên, của thế hệ trẻ, hoặc là các bạn phải chứng minh một cái điều gì đó, thường là chứng minh tư tưởng đất nước của nhân dân. Tùy thôi, nhưng các bạn cứ để ý là trong cái bài trường ca này, trong đoạn trích này thì nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là kết hợp rất nhiều những cái kiến thức, những cái phát hiện liên quan đến văn hóa, lịch sử, địa lý, văn hóa còn và dân tộc còn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói như thế. Vì vậy trong quá trình chúng ta xây dựng phát triển đất nước thì phải để ý đến những yếu tố đó. Và các bạn để ý này, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là một người đã vào sinh ra tử trong những cái trận chiến khốc liệt, là một người vào tù ra tội, tất cả đều vì hoạt động cách mạng, vì trở thành một người cộng sản đúng nghĩa. Thế thì vì đã trải qua những cái trải nghiệm như thế và viết cái bài thơ này, viết cái trường ca này trong những ngày tháng như vậy, nên là trong cái giọng thơ nó rất là suy tư nhưng mà mang màu sắc chính luận, rất là mạnh mẽ và quyết liệt. Mình mong rằng qua phần phân tích đoạn trích vừa rồi thì chúng ta có thể nhận ra được rằng mình không thể biết nhiều hơn những gì mình sống, và văn chính là cuộc đời. Thật ra thì trong đoạn trích đó, các bạn thấy đấy, tư tưởng chủ đạo đất nước của nhân dân, và mình nghĩ là chúng ta sẽ không xa lạ gì với câu nói này. Chúng ta vẫn thường xuyên nghe và thậm chí nói về nó trong lớp học, trên truyền hình, thậm chí là trên bàn nhậu, trong những câu chuyện phiếm của một số người. Thế nhưng nói mà không có hiểu. Các bạn biết không, đất nước của nhân dân, thế thì thông điệp là gì? Dân sao thì nước vậy. Nhân dân tạo dựng nên đất nước, và đất nước phát triển đến đâu chính là nhờ nhân dân. Vậy thì bản thân chúng ta đang ở đâu? Bản thân chúng ta có phát triển trong chính cuộc đời của mình không? Nghe qua thì có vẻ đao to búa lớn, thế nhưng thật ra chuyện chẳng có gì phức tạp cả. Các bạn chỉ cần nhớ như thế này: một đất nước hùng mạnh chỉ có thể được xây dựng bởi những con người kiên cường mạnh mẽ thôi. Những người có lý tưởng, có ước mơ, dám nỗ lực theo đuổi ước mơ đó. Những người có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và không bị thay đổi. Không phải tự dưng mà chúng ta có ngày hôm nay. Mình vẫn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Vẫn tin cách mà mọi người đang nỗ lực để có thể duy trì được ổn định chính trị, duy trì được một nền hòa bình độc lập, và để chúng ta có cơ hội để học tập, phát triển và chăm lo cho gia đình mình, để sau đó đóng góp vào xã hội. Một quốc gia có nền hòa bình, có sự độc lập, tự do rất là khó, và chúng ta đã làm được. Đã phải hy sinh, đã phải đổ máu, đã phải đánh đổi rất nhiều để có được điều đó. Và chúng ta ngồi ở đây hôm nay để tái thiết đất nước, để có thể tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước lên những tầm cao mới, để cùng nhau đi lên. Trong quá trình đó thì vẫn có người nọ người kia, sẽ có những người hết lòng, hết tâm, nhưng cũng có những kẻ cơ hội. Và mình thì vẫn tin đạo lý luôn còn. Vì sao mà chúng ta thay đổi, phát triển và vươn lên được? Bởi vì có rất nhiều người đã sẵn sàng đánh đổi, cống hiến cho đất nước. Ngày hôm nay các bạn cũng sẽ cần ý thức được điều đó, và hãy làm những việc rất nhỏ. Và mình cũng vậy thôi, phát triển được bản thân và sau đó có thể hỗ trợ được những người khác cùng phát triển, thì đó cũng là một cách để đóng góp, cống hiến. Chúc các bạn sẽ ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình. Biết đâu đấy, sau này các bạn cũng sẽ có những tiếng nói, các bạn cũng sẽ có quyền lực, sẽ có một cái vị trí nhất định để có thể làm một điều gì đó cho đất nước này tốt đẹp hơn. Mình tin là như vậy. Và hy vọng rằng đến lúc đó thì các bạn sẽ không quên về đoạn trích đất nước, về trường ca mặt đường khát vọng, về tư tưởng đất nước của nhân dân và dân sao thì nước vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye!